Chương một. Tay đua xe khét tiếng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dưới màn đêm, con sông vô danh siết chặt cuồng cuộn dân trào, ánh đèn làm nổi bật chiếu xuống, sáng loạn lung linh đến lóa mắt ở phía đông, tháp em pin cao 333m thước, ánh trăng tà càng thêm đồ sộ hùng vĩ. Phía dưới căn hầm bí mật đối diện nó là một cảnh tượng bẩn mắt người nhìn, khác so với thứ to cao đẹp đẽ ở bên ngoài, Pằng, 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 bằng tiếng nổ súng chói tai rõ rành rạch vang lên xung quanh hoa vô hồn toàn một lũ đàn ông áo đen nghi hoặc, hoàn toàn che mất khuôn mặt của mình, ngã gục dưới mặt đất lạnh. Giọt máu đỏ tươi của người đàn ông trong số đó vô tình bắn lên gương mặt mỹ lệ của cô thật dơ bẩn ly tay quẹt nó một đường, liếc nhìn đến cái liếc mắt của vô hồn cũng tỏ ra cảm thấy sự ghê tởm của những tên đó. Cô ấn ngay chiếc loa nghe nhỏ bên tai của mình, nhỏ giọng nói, xong rồi, rồi liền tắt máy đi sự im lặng lạnh lẽo bắt đầu nổi lên chỉ còn nghe thấy tiếng giày cao gót, cộc cộc to tiếng của cô. Đi như thế nào để không phải dính sát mấy người này đi ra ngoài một cách bình tĩnh, ngồi lên chiếc xe mui trận Lamborghini Gallardo LP560 4 Spider màu đen đốc. Cô lái xe một cách không định hướng, một tay để lên thành cửa xe, một tay điều khiển bàn lái. Làn gió mát thổi lên tóc cô, khiến cả người cô cực kỳ thoải mái chiếc điện thoại tự động vang lên, trên tai một bên đã đeo chiếc tai nghe từ bao giờ. Nhất máy một giọng nữ ở đầu loa bên kia, hoa vô hồn, Hạ Nguyệt Thương muốn đua xe tranh tài. Cô ta cứ nói cậu là cung thiên hạ, tớ nói không phải thì cô ta nhất quyết không tin. Lại đúng lúc cô muốn làm gì đó thư thái. Ông trời đúng là vẫn chiều chuộng cô, vậy thì để tôi thế thân cho cô gái kia vậy, vậy thì tới đường đua của ban chiến long đường, ở đó rất nhiều người không nói gì nữa, đầu dây bên kia đột ngột cúp máy cô nở một nụ cười nhẹ, hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ để lay động lòng người, lay động cả chính cô. Ban chiến long đường Một chiếc xe mui trần sông vào bên trong làm nổi bật ánh nhìn của những người xung quanh. Không đoán cũng biết, đó là xe của nhân vật chính hôm nay. Hoa vô hồn bước xuống xe với vẻ mặt lạnh lùng tuyệt đối, tay chống hông kiêu ngạo bước đến chỗ của Nguyệt Thương, cô là người muốn tranh tài tôi. Nguyệt Thương là người rất hống hách, ỷ lại gia đình có gia thế quan hệ với vương gia nên rất kênh kiệu tiểu thư dù vậy nguyệt thương vẫn có tài năng rất cao vẫn là một tay đua xe khá cừ khôi nhưng tuyệt đối chỉ là hạng sách dép lóc giày cho vô hồn đúng là tôi cô là cung thiên hạ chứ gì gương mặt cô đã thấy qua vài lần thế nào tôi tưởng cô sợ quá không dám chấp nhận ai ngờ là vẫn vác mặt đến đây nghe nói bản lĩnh cô rất cao cường để xem cô có vượt được mặt tôi không vô hồn nở một nụ cười ẩn ý lại nghĩ đến cô nàng trước mặt mà không khỏi tức cười cô ta bị mù sao đã thấy gương mặt của cô gái kia mà vẫn một mực khăng khăng đó là cô cung thiên hạ là ai chứ cô cũng không để ý mấy chắc cô gái này nhận nhầm mặt nếu vậy thì đành xin lỗi cho cái cô thiên hạ kia nhỉ được thôi vậy thì ưu tiên cho công chúa đây ra luật chọn xe cho tôi nguyệt thương khoanh tay luật vẫn như những trận đua xe khác, còn xe thì tự đầu tư lấy, vô hồn khá ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng chốc. Cứ tưởng Nguyệt Thương sẽ đi đại như những cô gái khác, áp đặt cái này, dở thủ đoạn bẩn thiểu. Xem ra cái tính kênh kiệu sang chảnh đó là do gian di truyền từ ba mẹ là công chúa tự nói nhé, nói xong, vô hồn lập tức lên xe của mình chạy thẳng tới trường đua, một phút sau đó, nó đã an nghỉ trên mặt đường đua nhanh, rất nhạnh Nguyệt Thương cũng đi lấy xe để đua bởi vì cô là con gái độc nhất của nhà họ hạ nên rất được chiều chuộng, huống hồ lại là một tay đua xe giỏi, chắc chắn xe của Nguyệt Thương tối tân hơn vô hồn rất nhiều. Dù vậy, chiếc xe tối tân kia lại sắp bị cô bóp nát thành một đống cho tàn đen tất cả đã vào tư thế sẵn sàng, trọng tài dơ súng lên trời, bắt đầu đếm ngược, ba, hai, một bắt đầu, tiếng bánh xe cọ sát mặt đường kêu lên tiếng đã tai. Hai con thú đen trắng lập tức vọt lên phía trên một cách nhanh nhẹn đội với vô hồn, việc đầu tiên trong cuộc chơi thì phải giữ vẻ bình tĩnh. Vì suy nghĩ đó nên nó luôn để cho cô giành chiến thắng. Nguyệt Thương thì không, cô đang đạp thanh một cách điên cuồng, nhưng cũng không ngu xuẩn đến nỗi nào vô hồn giảm tốc độ lại để thưởng thức trò vui. Xung quanh là những tiếng chữ bới cô không ra gì, chỉ khoác lát kiêu ngạo trên đời này, cô ghét nhất là thị phi. Vì thế cô cũng chẳng màng quan tâm đến họ đâu cũng Nguyệt Thương dẫn trước vô hồn một quãng đường khá xa, điều này làm cô tự tin hơn, đây mà là kỹ thuật cao cường sao, hạng bếp xếp mà cứ thích trèo cao, thấy cái nụ cười chê bán của Nguyệt Thương, vô hồn quyết định làm nên sự thay đổi khác, dù sao nếu cô nương tay thì Nguyệt Thương vẫn thua thôi. Xe màu đen Lamber lập tức phi thẳng đến đích một cách đang kinh ngạc. Phía trước là cô dốc, làng đường sẽ thay đổi. Biết vậy nhưng vô hồn vẫn gia tăng tốc độ 200 cây số một giờ, gạt cần, đánh bánh lái, phanh kích, chiếc xe Lamborghini quay 180 độ đổi đường ngay trong giây lát, bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kinh kít. Ngay đến đầu đoạn cua, cô đã bắt đầu quay ngang đầu xe. Cùng lúc đó, Nguyệt Thương không hiểu vô hồn đang làm gì, có mục đích gì. Vừa đi vừa suy nghĩ khiến cô mất tập trung, cô đã xảy ra một vụ va chạm. Gạt cần, đánh bánh lái, phanh kít, chiếc xe Lamborghini quay 180 độ đổi đường ngay trong giây lát. Bánh xe ma sát trên mặt đường phát tiếng kêu kinh kích. Ngay đến đầu đoạn cua, vô hồn đi ngược xe mây là cô ta còn sự thông minh. Một tay đua không tệ nên mới tránh khỏi tình trạng thương vong. Cô từ từ giảm tốc độ, nhìn về phía sau mình mà không khỏi khinh thương. Đúng là không thể so đo với kẻ yếu. Ở một nơi nào đó rất xa. Trong căn phòng tối đục mờ, nổi bật là ánh sáng của chiếc máy tính, chiếu những hình ảnh của cuộc đua xe lúc nãy. Đối diện là một người đàn ông sở hữu khuôn mặt nam tính với sống mũi cao và đôi mắt băng lạnh nhất. Độ khí giăng tơ đen vây vây xung quanh, sợ đến rung mình. Một người đứng bên cạnh khuất mất bóng tối. Lão đại, ngài có dặn dò. Mang hoa vô hồn về đây, người đứng đó khá kinh ngạc rồi cũng cúi đầu đi ra, dám giết người của tôi, phải trả cái giá đắt, nhưng thật ra. Đối với lục gia thì người bị giết chính là người vô dụng, trong từ điển của lục Âu Vũ vô dụng chính là thứ không đáng mặt nhất trên đời vậy thì vì lý do gì mà lại anh lại bắt hoa vô hồn chứ? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.